ra vụ án mạng của nạn nhân Dương. Bởi vậy, chúng tôi mong các anh phối hợp và cung cấp thêm thông tin. Chúng tôi vẫn đang tích cực truy dấu tên này để tìm sự liên đới tới vụ án mạng. Theo như tôi được biết thì các anh đã bắt được hung thủ và kẻ này đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Nhưng vẫn còn nhiều chi tiết liên đới ở hiện trường. Tôi đặt ra giả thuyết có kẻ che giấu tội ác, hoặc dùng tội ác này để thực hiện một mưu đồ khác. Thực tế thì nhóm City Boy chúng tôi đã để ý từ lâu, vì chúng có liên quan tới một thứ ma túy mới có tên là nước khoái. Về cơ bản thì công an cũng đã nắm được toàn bộ thông tin rồi. Thứ nước này chưa được xếp vào danh mục nào vì nó xuất hiện không nhiều và chỉ được coi như một thứ bán thành phẩm. Tuy nhiên, nước khoái lại mang lại sự thăng hoa hơn cả ma túy, cho nên đang dần được săn đón. Ngoài ra, với một đặc tính phân giải ra các hóa chất tương tự như các thành phần trong cơ thể người, một đặc tính cực kỳ khó tin, thì nước khoái rất có thể sẽ thống trị thị trường ma túy ở trong nước, thậm chí cả nước ngoài. Đội điều tra ma túy thôi vậy, có quá lên không? Theo tôi được biết, thì có một đối tượng cầm đầu băng ma túy xuyên quốc gia, đại bản doanh đặt tại Tam Giác Vàng, đã trao thưởng triệu đô cho công thức pha chế nước khoái. Tuy nhiên, nhóm City Boy cũng rất dễ dàng order nước khoái, nên đội chúng tôi mới hỏi trực tiếp anh Tuyển. Báo cáo, theo như tìm hiểu, Vương là đầu mối nhận hàng, còn đối tượng và phương thức giao hàng thì chưa rõ. Yeah.